thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình xin làm tiếp theo một đề tài, đó là mục sư và linh mục nhận định về tín đồ của mình. Mời các bạn đăng ký kênh, chia sẻ trên cộng đồng Công giáo cũng như các tín đồ của Tin Lành, để cho họ mở mang tầm mắt nếu may mắn. Còn mình cũng không hy vọng gì chúng sẽ cải đạo một cách thành khẩn, vì chúng đã bị nhiễm bởi những cái tín lý tín điều của Công giáo đã nhồi sọ họ từ thuở nhỏ, cho nên khó họ có thể quay trở lại. Nhưng ít ra thì chúng ta cũng làm một cái việc để khai thông trí não những bọn Vatican cũng như các linh mục hiện đang rao giảng. Mục sư và linh mục nhận định về tín đồ của mình. Chúng tôi đọc xong cuốn 2000 năm một thuở, chứng từ của một số người Công giáo. Tôi thở dài và nghĩ tới những người tín hữu cao tô của tôi, quen biết cũng như không quen biết, dù sao họ cũng là đồng bào ruột thịt của tôi. Tôi cảm thấy những đặc tính của họ để lộ trong cuốn sách có vẻ quá quen thuộc với tôi. Nói một cách tổng quát thì khiến kiến thức của họ về chính trị, chính tôn giáo của họ, cao tô Roma giáo, thật là thiếu sót, nghèo nàn và lạc hậu một cách thê thảm. Có vẻ như họ không hề đọc kỹ Thánh Kinh, không có một cái nhìn tổng hợp về Thánh Kinh, không biết đến những tác phẩm nghiên cứu Thánh Kinh, không biết đến những diễn biến ngay trong nội bộ giáo hội Cato Roma, trong giới trí thức Cato và ngay cả trong Vatican. Và nhất là không quan tâm đến những tiến bộ trí thức của con người về khoa học cũng như tôn giáo, cho nên họ vẫn đưa ra những trích dẫn vụn vặt từ Thánh Kinh và diễn giải theo luận điệu thần học đã quá lỗi thời của các linh mục trong nhà thờ. Thời buổi này mà họ vẫn đưa ra những huyền thoại như ăn trái cấm, thắng sự chết, ngôi mộ trống, con người là hình ảnh Thiên Chúa, Giê-xu thành lập giáo hội, tin mừng phúc âm, vân vân. Và coi những chuyện thuộc môn thần học Kitô giáo trên này đã không còn chút giá trị nào trong những xã hội tân tiến Âu Mỹ, nhất là trong giới trí thức và khoa học, như là những sự kiện lịch sử hay chân lý mặc khải, nên không thể sai lầm. So với nhiều trí thức cao tô giáo Tây Phương, hầu như họ vẫn tự giam mình trong những ốc đảo cao tô Roma thuộc thế kỷ 19. Đây thật sự là điều đáng buồn, vì người Việt Nam chúng ta thường nổi tiếng là thông minh, hiếu học, vân vân. Thế mà lại có một số người mang danh trí thức tiếp tục lấy những đồ Tây Phương đang dần phế thải để làm của quý cho chính mình và đồng bào. Buồn hơn nữa, vì đây chính là một trong những nguyên nhân căn bản. Sự hòa hợp tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc. Hòa hợp làm sao được khi mà thay vì góp phần với dân tộc để tiến bộ, thì họ lại cứ muốn kéo cả dân tộc đi giặt lùi về một niềm tin của thời Trung Cổ. Một niềm tin không cần biết, không cần hiểu, và nhất là đã càng ngày càng trở nên lạc hậu, vô nghĩa trong các xã hội tân tiến Âu Mỹ. Nơi đây, người dân đã nhận ra bản chất huyễn hoặc của nó và đang dần dần từ bỏ nó. Thật ra tôi nghĩ về họ như thế nào không quan trọng, vì tôi là người ngoại đạo. Điều quan trọng mà họ nên biết một số lãnh đạo và trí thức lương thiện trong chính tôn giáo của họ nghĩ thế nào về họ. Tôi tin rằng họ có đủ khả năng để tìm hiểu tại sao họ vẫn còn giam mình trong bóng tối của một nền thần học đã lỗi thời, nếu họ muốn. Do đó tôi đề nghị các tác giả trong cuốn 2000 năm một thuở, và nếu có thể, mọi tín hữu cao tô giáo cũng như mọi người ngoại đạo đều nên đọc ít nhất là 4 cuốn sách sau đây trong cuốn Going by the Book của nữ giáo sư thần học Cato
Ulra Hanneman, rồi các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ cởi trói cho các ngươi. Đó là lời Chúa Giêsu của họ dạy. Và giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng lấy câu trên làm tăng ước để dạy các tín đồ đừng sợ, sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Mà một tác giả cũng đã trích dẫn lời này trong cuốn 2000 năm một thuở, nhưng lại diễn theo luận điệu chống cộng, cho rằng giáo hoàng khuyến khích dân Việt bắt chước Ba Lan, nói như vậy khi thay độc tài đỏ bằng độc tài đen, mà không biết rằng chính dân Ba Lan đã sợ đen hơn đỏ qua cuộc bầu phiếu loại bỏ Valletta, con cờ của Vatican. Vậy quý vị tin nhà Paris, đừng sợ sự thật. Sự thật nằm trong những tác phẩm nghiên cứu nghiêm chỉnh nhất của nhiều học giả về Kitô giáo nói chung, Cato Roma giáo nói riêng. Đừng sợ, không có ai đọc sách mà bị đày hỏa ngục đâu. Trái lại, đọc sách có thể giúp quý vị giải thoát. Tôi tin rằng nếu đọc với một đầu óc cởi mở, ít ra 4 cuốn sách trên hy vọng sẽ có thể giúp các tín hữu Cato hiểu được chính bản thân họ cũng như thực chất của tôn giáo của họ, và do đó có thể tìm được một lối thoát cho đời sống tinh thần của chính mình, phá bỏ được mớ gông cùng xiềng xích trí tuệ đã giam hãm buộc chặt họ từ khi họ mới sinh ra đời. Đây là chính là sự giải thoát thực sự. Điều này không có nghĩa là tôi khuyên họ bỏ đạo, mà chỉ khuyên họ hiểu đạo nhiều hơn, nhìn đạo như nó là thực sự như vậy. Tôi biết đối với họ điều này rất khó, nhưng chúng ta hãy đã chẳng học từ lớp đồng ấu, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông hay sao? Trước khi đi vào phần phê bình cuốn 2000 năm một thuở, để giúp các độc giả ngoại đạo hiểu thêm về con người Cato, và cũng để làm căn bản phê bình, tôi xin trích dẫn vài đoạn trong hai cuốn sách. Một của Mục sư Tin lành Henri Ringgab, của Linh mục Cato Roma James Cavanaugh. Một điểm chúng ta cần ghi nhận là hai tác giả này không phải là những người đi theo đạo khác rồi quay về chống đạo của mình. Họ là những bậc trí thức có lương tâm với một vốn kiến thức rộng rãi và cập nhật hóa. Do đó họ đã phải đau lòng trình bày sự thật về tôn giáo của họ. Một điều hiếm có trong giới lãnh đạo Kitô giáo, họ vẫn ở trong tôn giáo của họ, nhưng sự lương thiện trí thức của họ không cho phép họ tiếp tục nuôi dưỡng những sự mê tín và đã lỗi thời trong tôn giáo của họ. Mục đích của họ là mở mang trí tuệ của những tín đồ, chứ không tiếp tục theo sách lược ngu dân dễ trị của giáo hội từ trước tới nay, giam chặt trí tuệ của con tín đồ trong bóng tối của những tín lý đã không còn giá trị. Thực sự tín đồ trí thức của nhân loại để ngự trị trên đám tín đồ thấp kém ở dưới. Họ muốn tín đồ của họ là những người có những ý nghĩ suy tư qua sự hiểu biết chân chính, không chỉ nhắm mắt tin bừa mù quáng theo đức văn lời mà không suy nghĩ trong cuốn theo đúng như trong sách. Những thảm họa trong quá khứ và hiện tại của quyền lực thánh kinh. Mục sư Andrew Brinkard tốt nghiệp môn thần học tại Đại học United theo Logicon Sumani ở Tayton, Ohio, nhận định rằng những tín hữu Kitô thường có đầu óc cũ kỹ vô dụng, có thể coi như là một đầu óc khuyết tật. Nguyên là một dụng cụ định hướng cho tàu bè đi trên biển từ mấy thế kỷ trước, nay đã lỗi thời không còn ai dùng nữa. Mục sư Brinkard giảng về đầu óc khuyết tật rất rõ,
Tôi xin trích dẫn vài đoạn trong những trang 70, 71 và 78. Đầu óc của kỹ vô dụng đã được định nghĩa như là một đầu óc nhìn thế giới từ một trình độ hiểu biết đã lỗi thời. Nay chúng ta định nghĩa nó rõ ràng hơn, mô tả đúng hơn. Đầu óc của kỹ vô dụng là một đầu óc hiểu được mọi khía cạnh của tư duy của người, ngay trừ một lĩnh vực, một điểm mù rõ rệt trong sự phán đoán trí thức. Nói cách khác, mức độ lỗi thời của trí tuệ bị giới hạn trong một lĩnh vực chuyên biệt về nhận thức, chứ không phải là trong tất cả mọi nhận thức. Tuyệt đại đa số những người Kitô giáo là bạn nạn nhân của một khoảng cách hiểu biết. Khoảng cách này đặt họ vào một trình độ hiểu biết tôn giáo thích hợp với trình độ của thế giới thế kỷ 17 hơn. Do đó đầu óc của họ được một khuyết tật. Trong dân gian không có một lĩnh vực tư duy nào phải chịu đựng một tình trạng đình trệ kéo dài như vậy. Trong khi các dấu hiệu và sự nguy hiểm của một kiến thức lỗi thời có thể nhận ra ngay trong các lĩnh vực khác y như y khoa hay vật lý, người có đầu óc khuyết tật không thể nhận ra ngay là mình như vậy, vì một sự thiếu hiểu biết phổ quát về sự tù động tôn giáo này đã đẩy mạnh đến một ảo tưởng là mọi sự điều hòa hoàn toàn bình thường. Thật là đáng buồn, con người khắp mọi nơi bị giam hãm trong mớ những niềm tin không cần suy nghĩ, không thay đổi, không biết đến những thông tin ngày nay. Những thông tin có tác dụng giải thoát họ ra khỏi những khái niệm tôn giáo sơ khai. Những quan điểm lỗi thời mà tôi nói đến là những giáo lý cổ hủ và những giả định thần học truyền thống của một thời xưa, được quan niệm để đáp ứng với những ảnh hưởng xã hội văn hóa đã không còn tồn tại. Chúng ta hãy trở lại điểm chính của chương này. Hiện tượng đầu óc khuyết tật với những công cuộc nghiên cứu phân tích tiếp tục. Điều hiển nhiên đối với học giả là cuốn Thánh Kinh không phải là không có những sai sót và chắc chắn là không hoàn hảo. Một vài phần trong Thánh Kinh kém hơn các phần khác về văn phong, về sự chính xác của lịch sử, về nhận thức tâm linh sáng suốt, và một vài phần có tính cách lạc dẫn và phản tác dụng đối với thông điệp về tình thương trong đó. Điều gây tranh cãi và xúc động hơn nữa là trong Thánh Kinh có những huyền thoại, những niềm tin được chấp nhận mà không cần dùng đến đầu óc trước đây. Thiên thần sinh ra từ một trinh nữ. Tư cách thần thánh và sự sống của Giê-xu nay đã được đặt thành những nghi vấn. Không lạ gì khi tín đồ Kitô từ chối không cho phép một nghi vấn nào đặt trên cái mà họ cho là chân lý thiên khải. Nếu Thánh Kinh là lời của Thượng Đế và Giáo hội được thành lập bởi con của Thượng Đế Giê-xu thì không thể nào có sự sai lầm trong sự diễn giải Thánh Kinh của Giáo hội, chất vấn hay thách đố những nền tảng của đức tin, là phá ngầm giá trị và quyền năng Thánh Kinh của Giáo hội. Và Giê-xu do đó không giống như những bộ môn đã trưởng thành dẹp bỏ những suy tư sai lầm trên con đường tìm kiếm chân lý Kitô giáo. Hầu như khắp nơi đều bác bỏ những khám phá khoa học không phù hợp với những quan điểm truyền thống về Thánh Kinh. Sự xâm phạm của những điều hiểu biết mới vào trong vòng độc quyền của Thánh Kinh và Giáo hội được coi như là phạm thượng và do đó không thể chấp nhận được. Đó là sự bắt đầu của đầu óc khuyết tật, một đầu óc có tính cách cố thủ để chống lại chân lý dựa trên giả định là Thánh Kinh chứa những sự hiểu biết tột cùng. Một đầu óc khẳng định rằng mọi chuyện trong Thánh Kinh đều là những sự thật lịch sử. Đầu óc khẳng định rằng cái mà họ coi là thiêng liêng thì không thể nào thay đổi được. Một đầu óc coi quyền năng như là sự thật, thay vì sự thật mới là quyền năng của đầu óc. Từ chối, không coi những thông tin mới như là đồng minh chống lại những giả định tôn giáo sai lầm là những hầu hết Kitô giáo trong khung cảnh trí tuệ của thế kỷ 17. Lúc đầu đầu óc khuyết tật
chỉ hơi lỗi thời đối với những khám phá mới trong việc tìm hiểu Thánh Kinh trong thế kỷ 17. Nhưng rồi thời gian qua, các tín đồ Kitô càng ngày càng tụt hậu trước những khám phá mới. Do đó đầu óc khuyết tật càng ngày trở nên càng cũ kỹ và cô lập trong sự tiến hóa của kiến thức. Với sự tái khám phá phương pháp khoa học trong thế kỷ 16 ở Âu Châu và sự tiến triển tiếp theo của thời đại khai sáng trong thế kỷ 18, một sự phân tích Thánh Kinh một cách thuần lý hơn là điều không thể tránh được. Trong một thế giới đang trở thành hướng theo tinh thần khoa học, những mô tả về Chúa đi trên sóng, về ma quỷ, thiên thần, những câu chuyện về sự sống lại của Chúa, và nhiều hiện tượng khác càng ngày khó có thể chấp nhận như là một sự thật lịch sử. Trong những năm 1835-1836, cuốn khảo sát cặn kẽ về đời sống của Giê-xu đã quy một số chuyện trong Tân Ước là huyền thoại và định nghĩa những câu chuyện phi lịch sử như trên là sự biểu thị của một chuỗi những ý tưởng tôn giáo. Ngày nay, kết quả những cuộc nghiên cứu phân tích để tiếp tục hỗ trợ và xác nhận khẳng định này, đa số các học giả coi những chuyện trong Tân Ước và bảy giáo lý giáo hội đưa ra sau đây là huyền thoại. 1. Đức Mẹ đồng trinh. 2. Hiện thân của Chúa Thượng Đế hiện thân thành người, nghĩa là Thượng Đế là Giê-xu. 3. Nhiệm vụ cứu rỗi của Chúa. 4. Sự sống lại của Chúa. 5. Sự thăng thiên của Chúa, thân xác Chúa bay lên trời 40 ngày sau khi sống lại. 6. Chúa trở lại trần để làm sống lại những người chết cho ngày phán xét cuối cùng. 7. Ngày phán xét cuối cùng, Chúa Cha phán xét luận tội mọi người trong ngày Giê-xu trở lại trần thế. Thật là kỳ lạ, đọc những bài viết trong cuốn 2000 năm một thuở, chúng ta thấy rõ là tuyệt đại đa số trong tác giả trong đó đều là một điểm mù tôn giáo trong đầu óc của họ, đúng như sự phân tích chính xác như trên của mục sư Bringard. Về loại đầu óc khuyết tật, điều này sẽ được chứng minh trong phần phê bình trong. Nhưng trước hết, chúng ta hãy đọc thêm những nhận xét của linh mục James Crown Kavanaugh về thế nào là một người Cato. Trong cuốn Một linh mục hiện đại nhìn vào cái giáo hội đã lỗi thời của mình, linh mục Kavanaugh đã viết nguyên một chương, chương 3, về đề tài thế nào là người tín hữu Cato. Có lẽ không ai biết rõ giáo hội cũng như con chiên của mình bằng một người đã hành nghề linh mục lâu năm như linh mục Kavanaugh. Sau đây là vài đoạn trong đó. Tôi đã đi đến Lourdes ở miền Nam nước Pháp. Tôi đứng trong một cái công trường rộng lớn đằng trước thánh đường và quan sát những tín đồ Cato ở khắp nơi trên thế giới chờ đợi một ân huệ đặc biệt của cái đền thờ thiêng liêng này. Tôi bị các bà người Ý đầu đội khăn xô đẩy. Những người Đông Âu to tiếng thì thầm những lời cầu nguyện làm sao tôi sao lãng. Tôi thấy những người bệnh hoạn nằm trên cáng, những nhà kinh doanh Mỹ với những chiếc sơ mi trắng, những phần lớn là tôi thấy những bộ mặt nhăn nheo nói lên một cách thành thực sự đau đớn của họ. Họ đã tới để xin một ân huệ giống như những đám người Hồi giáo tại nơi hành hương ở Mecca và để hưởng một sự tiếp xúc đặc biệt với Thiên Chúa của họ. Họ uống nước ở đó, nổi tiếng về những tác dụng lạ lùng. Họ mua nước đựng trong những chai plastic để mang về nhà. Hình như những đoạn này mình đã nói trong trước rồi. Hôm nay trích dẫn lại thì nó hơi bị trùng lặp, mong mà quý vị, quý thính giả cũng thông cảm cho. Người Cato giáo nhìn về thế giới qua một hệ thống ngăn cấm họ là chính họ. Hắn có thể đi ngoài đường phố và coi mọi khuôn mặt, mọi trường hợp như là rơi vào đúng loại của nó. Hắn chưa từng bao giờ thực sự biết đến sự thích thú của tìm tòi.
sự kỳ lạ của khám phá, sự lý thú của sự tự do trong những quyết định cá nhân. Thế giới là một kẻ lạ đối với hắn, vì hắn xét đoán những công dân của thế giới trước khi biết họ hay hiểu họ. Hắn được dạy phải đọc những gì, suy tư làm sao và coi ai là bạn. Tôi quan sát người Cato giáo đến xem lễ và thương hại một cách đào tạo đã vặt vẹo đầu óc của hắn và làm méo mó ý thức về tôn giáo của hắn. Hắn tới vì hắn được các bậc lãnh đạo tôn giáo bảo mơ tới. Những người cũng ngoan ngoãn và vô danh như hắn, hắn đọc những lời kinh cầu nguyện gói ghém trong những câu giả tạo và đã làm những cử chỉ quỳ gối làm dấu thánh giá. Hoàn toàn xa lạ với lối sống hiện đại của hắn, hắn sống trong một thời đại của máy bay phản lực và bom nguyên tử. Và cầu nguyện trong thế giới ma thuật của thời Trung Cổ, hắn cảm thấy buồn chán trong sự hiện diện của Thiên Chúa của hắn trong nhà thờ. Tuy nhiên hắn vẫn tới vì hắn đã được dạy từ khi còn nhỏ là hỏa ngục là nơi đầy những kẻ không đi xem lễ. Hắn quá sợ hãi để thú nhận rằng hắn thật là buồn chán. Trong hoạt động thường ngày, mắt của hắn hòa điệu với sự hữu hiệu và tiến bộ. Hắn tìm những cách có hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn, đường lõi mới để đến với đại chúng, dịch vụ mới để hấp dẫn đồng bào. Hắn có những quan điểm về hòa bình của thế giới, về cải tiến ngân sách, những suy tư về ngăn ngừa phạm pháp, về sự lành mạnh tâm thần và về vấn đề giao thông trong những vùng có thị trấn lớn. Nhưng về tôn giáo, hắn là một người máy chỉ biết đọc lại những câu trả lời mà người ta đã dạy hắn. Hắn chấp nhận mọi quyết định của thế giới linh mục mà không phản đối. Có vẻ vâng, khi nghe đến một sự xào xáo hâm lại những chân lý mà hắn đã học trong những trường đạo và ủng hộ cái giáo hội đã tước đoạt đi đầu óc của hắn. Người Cato nam hay nữ đã mất đi sự tiếp cận với đời sống. Hắn sợ phải đọc những sách mà người khác đọc, sợ coi những phim truyện phản ánh đời sống hiện đại. Giáo hội giống như là những bậc cha mẹ sợ hãi và giận dữ vơ vào phòng mình mọi công trạng trong việc giúp đỡ mà giáo hội có thể cống hiến cho con người. Kết quả là những người Cato bị đối xử như những đứa trẻ và chúng tiếp tục cư xử như những đứa trẻ. Người Cato chống thuyết tiến hóa. Người Cato chống thuyết tiến hóa và hắn đã sai lầm. Hắn tiếp tục ủng hộ chế độ quân chủ lâu sau khi chế độ của dân chủ đã khiến cho con người được tự do. Hắn đẩy mạnh thành kiến chủng tộc cho đến khi những người ngoại giáo chứng tỏ là hắn đã lầm. Hắn chống lấy người ngoại giáo và tiếp tục chống cho đến ngày nay, tuy rằng hắn đang được hưởng những tự do mà chế độ đa tôn giáo đã thắng. Hắn đòi hỏi phải được tự do ý thức, nhưng hắn lại muốn những người tin lành phải nuôi con cái trong đức tin của hắn. Hắn không có quyền hành động theo lương tâm của chính mình hay có quyền lựa chọn lựa những nguyên lý sống có thể giúp hắn. Do đó người Cato không thể biết ý nghĩa thực sự đối thoại, chỉ biết đưa ra những luận cứ để chống đỡ cái lập trường mà hắn đã thừa hưởng từ khi còn nhỏ. Người Cato là một dịch vụ trả lời có tổ chức mà nhiệm vụ đầu tiên của hắn về giáo hội hắn. Linh mục Kavanaugh đã viết rất nhiều về thế giới thế nào là một người Cato, nhưng tôi chỉ trích vài dẫn điển hình như trên có thể gọi là tạm đủ. Chúng ta cần phải hiểu linh mục Kavanaugh không có ý định vơ đủ cả nắm. Ông ta chỉ mô tả những đặc tính của tuyệt đại đa số tín đồ Công giáo thấp kém, chứ không phải mọi tín đồ Cato. Nhưng thế nào là thấp kém? Sự thấp kém thể hiện qua những điều họ còn tin và qua sự hiểu biết về chính tôn giáo của họ. Cho nên thấp kém ở đây không hẳn chỉ có ý nghĩa là ít học hay vô học, mà còn là có ý nghĩa không dứt bỏ được những tín lý đã không còn giá trị. Không biết đến những diễn biến ngay trong chính giáo hội và không theo kịp sự tiến bộ trí thức của nhân loại về vấn đề tôn giáo. Qua hai tài liệu trên, chúng ta đã biết rõ đầu óc của những tín đồ Kitô giáo nói chung, Cato giáo Roma nói riêng là như thế nào. Bây giờ chúng ta có thể đi vào
phần phân tích một số điểm trong cuốn 2000 năm một thuở để xem đầu óc của những tác giả trong cuốn sách trên có thuộc loại đầu óc khuyết tật như mục sư Bringard đã mô tả, hay có đúng như nhận xét của linh mục Kavanaugh về đám tín đồ đông đảo của ông, nhận định của ba học giả Kitô. Tôi không mong muốn lo những giải đáp trên từ Thánh Kinh ra để cho tin nhà Paris tìm thấy mà đọc. Để tôi chỉ nêu lên ba nhận định của ba học giả Kitô, một giám mục, một học giả gia tôn và một nhà tư tưởng tự do. Giám mục Tin Lành John Shelby không viết trong cuốn Hãy cứu cuốn Thánh Kinh ra khỏi phái bảo thủ, trang 21, có những đoạn trong bốn phúc âm mô tả Giêsu như là một con người thiển cận, đầy hận thù và ngay cả đạo đức giả. Hiển nhiên là một con người thiển cận, đầy hận thù và đạo đức giả thì không thể nào mang được tin mừng, tin vui nào cho nhân loại, mà phần chắc là mang tới những tin xấu phản ảnh chính cá tính của mình. Thật vậy. B. Bài học giả Cato David Voice, giáo sư đại học bang New Mexico, viết trong cuốn Thánh Kinh mang tới tin xấu, cuốn Tân Ước, trang 1, trang 2. Vấn đề là người ta nghĩ rằng người ta biết ở trong Thánh Kinh có những gì, hoặc ít nhất là Thánh Kinh chứa loại tài liệu là gì. Hầu hết đều lầm. Họ chỉ quen thuộc với vài đoạn trích dẫn đã được giáo hội chấp nhận, và họ sẽ ngạc nhiên khi thấy trong không những Thiên Chúa trong Cựu Ước khủng khiếp dễ sợ như thế nào, mà con của hắn trong Tân Ước cũng còn ở mức dưới hoàn hảo khá xa. Thông điệp của Giêsu không hẳn toàn là tin mừng. Thiên đường nhiều nhất là một viễn cảnh không chắc chắn. Xét về toàn bộ thì đó rất có thể là cuốn Thánh Kinh Tân Ước mang tới tin xấu. Tại sao là tin xấu? Chúng ta hãy đọc Robert Ingersoll. Trong cuốn Ingersoll The Magnificent do Joseph Levitt xuất bản, Robert, một nhà tư tưởng tự do nổi tiếng nhất của Mỹ, đã viết trang 119. Nhân danh Chúa Kitô, hàng triệu nam nữ đã bị tù đầy, tra tấn và giết hại. Hàng triệu người đã bị làm nô lệ nhân danh hắn. Những tư tưởng gia, khảo cứu gia bị coi như là những kẻ tội phạm, và những tín đồ theo hắn làm đổ máu của những người thông thái giỏi nhất. Nhân danh hắn, sự tiến bộ của nhiều quốc gia bị chặn đứng cả ngàn năm. Trong phúc âm của hắn, chúng ta thấy cái tín lý về sự đau khổ vĩnh viễn đầy hỏa ngục, và những lời của hắn đã thêm vào sự chết kinh khủng vô tận. Phúc âm của hắn đầy chất thế giới với hận thù và trả thù, coi sự lương thiện trí thức như một tội ác hạnh phúc trên cõi đời, là con đường dẫn đến xuống hỏa ngục. Tố cáo tình yêu thương như là thấp hèn và như súc vật, thánh hóa sự nhẹ dạ cả tin, tôn vinh sự mù quáng và tiêu diệt tự do của con người. Nhân loại sẽ tốt hơn nhiều nếu cuốn Tân Ước chưa từng được viết ra. Chúa Kitô theo quan niệm thần học chưa từng được sinh ra. D. Không phải chỉ có Ingersoll mới đưa ra những nhận định như trên, mà Will Durant, một sử gia nổi tiếng nhất của Mỹ trong thế kỷ 20, trưởng thành trong một gia đình Cato, học trường học Cato, cũng đã viết trong cuốn sử dày 1196 trang về thời đại của đức tin, một thời đại mà ông gọi là thời đại say men thượng đế, trang 734-736 như sau: gây sự sợ hãi hơn nữa là cái giáo lý nhiều người được kêu gọi là những chỉ có ít người được chọn, Matthew thứ 20 trang 14. Những nhà thần học chính thống Hồi giáo cũng như Kitô giáo khẳng định rằng tuyệt đại đa số nhân loại sẽ xuống hỏa ngục,
hầu hết các nhà thần học Kitô giáo đều tin vào lời nhà mà người ta cho rằng Giêsu nói: kẻ nào tin và đã được rửa tội thì sẽ được cứu rỗi, còn kẻ nào không tin thì sẽ bị đày hỏa ngục. Thánh Augustine miễn cưỡng kết luận rằng những trẻ sơ sinh chết trước khi rửa tội sẽ xuống hỏa ngục hết. Hầu hết những tín đồ Kitô giáo tin rằng tất cả những người Hồi giáo hầu hết và những tín đồ Hồi giáo tin rằng tất cả những người Kitô giáo đều xuống hỏa ngục. Và đại cương thì nếu đều cho rằng tất cả những người ngoại đạo đều xuống hỏa ngục. Công đồng Lateran thứ tư năm 1215 tuyên bố là ngoài giáo hội phổ quát, nghĩa là giáo hội Cato Roma, không một ai được cứu rỗi. Benton ở Rheinbun, một trong những nhà giảng đạo nổi tiếng nhất thế kỷ 13, ước lượng là trong 100.000 người chỉ có một người được cứu rỗi. Một người thợ dệt ở Toulouse vào năm 1247 không chịu bị thuyết phục như vậy và phát biểu: nếu tôi tóm được cái tên Thượng Đế đó mà trong 1.000 người do chính hắn tạo ra chỉ cứu rỗi một người và đầy hỏa ngục số còn lại, thì tôi sẽ bẻ gãy hết răng, lột hết móng tay móng chân của hắn ra, coi như hắn là một kẻ phản bội và nhổ vào mặt hắn. Tôi không hiểu ông Đỗ Mạnh Tri hay tin nhà Paris đã đọc phúc âm kỹ tới mức nào mà lại khẳng định rằng Đức Giêsu đến để nâng cao con người, và Đức Kitô đã đem tới, đã rao giảng một tin mừng, một tin vui tình thương, tin vui ánh sáng, tin vui tự do. Toàn những lời huênh hoang trống rỗng, không có một căn bản thuyết phục nào. Trái ngược hẳn với những lời kết quả nhiên. Quả nhiên, nghiên cứu tăng ước trong thế giới thức giả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe bài viết của Trần Trung Ngọc, được trích dẫn trong quyển 2.000 năm lịch sử và đánh giá. Xin chân thành tri ân quý vị và các bạn. Mời các bạn đăng ký kênh và chia sẻ trên cộng đồng Facebook trích dẫn sâu sắc để cho mọi người được hiểu rõ hơn. Thành thật cảm ơn quý vị và các bạn.